Hiện nay, nhiều dự án bất động sản đang rơi vào trạng thái ngủ đông do Covid-19, thì siêu thành phố biển du lịch sức khỏe Novogold Phan Thiết vẫn duy trì được sức nóng với lượng giao dịch sôi động. Nắm bắt tâm lý thận trọng của khách hàng, chính sách cam kết lãi suất 12% trên năm vừa qua đã đảm bảo an toàn vừa sinh lời cho nhà đầu tư. Đáp ứng 3 tiêu chí bảo toàn vốn, thanh khoản cao, sinh lời vượt trội, chính sách cam kết lãi suất 12% trên năm trong 2 năm của Novogold Phan Thiết được đánh giá là giải pháp hữu hiệu bảo toàn vốn và lãi suất tối thiểu cho các nhà đầu tư. Với số vốn ban đầu chỉ từ 15 hoặc 50% giá trị sản phẩm, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một biệt thự đẳng cấp tại Novogold Phan Thiết. Đặc biệt, ngay khi xuống tiền, chủ đầu tư sẽ cam kết trả lãi 12% năm trong 2 năm cho khách hàng trên khoản tiền thanh toán đợt 1. Như vậy, tùy thuộc vào phương án thanh toán đầu tiên, khách hàng lựa chọn là 15% hay 50% mà sẽ nhận về những khoản ưu đãi tương xứng. Novogold Phan Thiết còn ghi điểm nhờ tiến độ thi công thần tốc. Điều này không chỉ thể hiện năng lực, tiềm lực tài chính vững mạnh mà còn khẳng định được uy tín, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện cam kết với khách hàng. Đến nay, bên cạnh cụm sân golf PGA Ocean, những căn biệt thự Boria cũng đã hoàn thành, dự kiến bàn giao đến khách hàng trong quý 3 năm nay. Song song với đó, các hạng mục tiện ích như khu thể thao ngoài trời, công viên biển Bikini Beach 16A, cụm nhà hàng, khu quảng trường, cổng chào, biểu tượng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc màu, giàu sức sống tại Novogold Phan Thiết. Có thể nói rằng, ở thời điểm hiện tại, Novogold Phan Thiết đang là kênh đầu tư an toàn, tính thanh khoản tốt, khả năng tăng giá mạnh cùng với giá trị sở hữu lâu dài. Chúc các bạn đầu tư thành công!